Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1 1204. Ngoài phần tin tức và thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và các vùng phụ cận. Mở đầu là phần lực thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói Iraq tuyển quân không đủ. Ông Jeff Bush và ông Donald Trump chính thức ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ. Kinh tế Hoa Kỳ đủ mạnh để hỗ trợ việc tăng lãi suất. Thủ lĩnh Al-Qaeda ở Yemen bị thiệt mạng. 28 trên 37 dân biểu bỏ phiếu chống cải cách bầu cử của Bắc Kinh. Bệnh nhân thứ 20 qua đời tại Nam Hàn vì bệnh MERS. Tháng 8 khai trương kinh đào Sue mới, nữ nhân viên nhà tù đã âm mưu giết chồng và sau cùng là Mỹ bắt kẻ xả súng hàng loạt. Sau đây là phần tin chi tiết tin Hoa Thịnh Đốn. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter kêu gọi Iraq phải dồn nhiều nỗ lực hơn nữa cho cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Nhóm hiếu chiến đã chiếm được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở nước này và nói rằng Baghdad không tuyển mộ đủ binh sĩ Chúng tôi khẳng định là không nhận đủ quân số mới tuyển. Bộ trưởng Carter nói với một ủy ban của Hạ viện trong lực lượng với quân số 24.000 binh sĩ Iraq mà ban đầu chúng tôi hình dung sẽ huấn luyện tại bốn địa điểm trước mùa thu năm nay. Chúng tôi mới nhận được đủ số để huấn luyện khoảng 7.000 tân binh. Bộ trưởng Carter nói với ủy ban quân vụ Hạ viện rằng chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ lãnh đạo nhắm vào các vị trí của nhà nước Hồi giáo ở Iraq, đòi hỏi phải có các lực lượng bộ binh địa phương có khả năng năng động và chính thức để giải phóng, chiếm giữ và kiểm soát lãnh thổ. Ông nói việc để cho thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar rơi vào tay nhà nước Hồi giáo hồi tháng trước là điều hết sức thất vọng. Ông Carter nói, "Chúng tôi đã nói với các nhà lãnh đạo Iraq trong lúc Hoa Kỳ sẵn sàng ủng hộ Iraq hơn cả mức độ hiện nay nhưng phải thấy được sự hợp tác của chính phủ Iraq dồn nhiều nỗ lực hơn nữa. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hồi tuần trước đồng ý phái thêm 450 quân nhân Mỹ sang cố vấn cho lực lượng bộ binh Iraq ở tỉnh Anbar. Ông Carter nói số quân nhân Mỹ được tăng viện sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong việc tuyển mộ binh sĩ theo phái Sunni trong khu vực và các chỉ huy quân sự Iraq trong vài tuần lễ nữa sẽ biết được liệu các lực lượng Iraq được bổ sung có thành công chiếm lại những phần đất bị nhà nước Hồi giáo chiếm hay không. Bộ trưởng Khoi nói rằng chiến lược hệ trọng nhất để chống nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo là xây dựng một chính phủ Iraq vững mạnh hơn và nhiều thành phần hơn. Ông nói, mỗi mặt trận khác trong cuộc chiến này cần phải có sự thành công của chiến lược này bởi vì đó là cách duy nhất để thu hút sự ủng hộ của các lực lượng và người dân địa phương. Điều rất cần thiết cho sự tiến lên trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan. Ông Carter nói, những nỗ lực khác bao gồm chiến lược đập tan nơi trú ẩn an toàn của Trung Đông của nhóm này, tăng cường thu thập thông tin tình báo về nhà nước Hồi giáo và phản công tuyên truyền của nhóm chủ chiến này và ngăn chặn chiến binh nước ngoài đổ vào khu vực này. Ông nói, chiến dịch oanh kích của liên quân Hoa Kỳ lãnh đạo chống nhà nước hồi giáo ở Iraq và Syria đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc hạn chế sự tự do di chuyển của những kẻ chủ chiến và ngăn cản nỗ lực tăng cường lực lượng của nhóm này. Tin Florida, cựu tổng thống tiểu bang Florida Jeb Bush, con trai và em trai của hai cựu tổng thống Mỹ đã chính thức bước vào cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2016 hôm thứ Hai. Ông là nhân vật thứ 11 của đảng Cộng Hòa tuyên bố tranh cử, với nhiều ứng cử viên sáng giá khác cũng sẽ được loan báo trong những tuần tới. Ông Bush phát biểu trước những người ủng hộ tại một cuộc tranh cử của ông ở thành phố Miami rằng Mỹ đang đi trên con đường rất xấu. Ông đổ lỗi cho phe Dân Chủ về sự phát triển không ngừng luật lệ và làm chậm sự tăng triển nền kinh tế của Mỹ. Chúng ta cần có một tổng thống sẵn lòng phá vỡ toàn bộ hệ thống này ở Washington. Ông nói, tôi sẽ là vị tổng thống đó. Trong cuộc đua của đảng Cộng Hòa mà đông là những người ứng cử viên, bảo thủ đang lôi cuốn thành phần cử tri nồng cốt của đảng, ông Bush thể hiện bản thân trong video vận động tranh cử là một ứng cử viên thu hút được một số lượng cử tri rất đông. Những niềm tin chính của tôi bắt đầu với tiền đề rằng những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của chúng ta phải đứng đằng trước chứ không phải đứng đằng sau. Ông Bush nói trong video, gồm có sự có mặt của phụ nữ, những nhóm dân thiểu số và cả trẻ em tàn tật. Những gì chúng ta cần là một sự lãnh đạo mới áp dụng những nguyên tắc bảo thủ để mọi người có thể vươn lên. Ông Bush, 62 tuổi, đã quyên góp hàng chục triệu đô la cho chiến dịch của ông và ban đầu được cho là ứng cử viên dẫn đầu của đảng Cộng Hòa. Nhưng những cuộc thăm dò dư luận chính trị toàn quốc gần đây cho thấy ông gần ngang ngửa với hai ứng cử viên khác là Thượng nghị sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida, người đã tuyên bố tranh cử, và thống đốc tiểu bang Wisconsin Scott Walker vẫn chưa chính thức công bố những ứng cử viên khác của đảng Cộng Hòa đứng cách không xa đằng sau trong những cuộc thăm dò trước bầu cử. Tỷ phú Donald Trump, người đứng đầu ngành công nghiệp giải trí và địa ốc của Hoa Kỳ, hôm thứ Ba ngày 16 tháng 6 đã tuyên bố ra tranh cử tổng thống vào năm 2016. Từ tòa nhà mang tên ông ở New York, ông Trump, năm nay 69 tuổi, tuyên bố giấc mơ Hoa Kỳ đã chết, nhưng tôi sẽ làm hồi sinh nó Tôi ra tranh cử vì không muốn thấy đất nước mình là các bãi rác cho nhiều người khác trên thế giới tống đồ phế tải vào. Ông Trump còn loan báo tài sản của ông đã lên đến 8.7 tỷ đô la và nói, tôi giàu thật mà. Con gái của ông là Ivanka Trump đã giới thiệu trang trọng cha mình ra tuyên bố ứng cử tổng thống Mỹ. Ông hứa sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm cho hàng triệu người Hoa Kỳ và biến nước Mỹ sẽ trở thành siêu cường trở lại. Dù là đang theo thản Cộng Hòa, nhưng ông vẫn tấn công luôn đảng của mình lẫn chính phủ Obama. Ông còn cho hay sẽ ngăn chặn làn sóng di dân bất hợp pháp vào Mỹ bằng cách xây dựng một bức tường khổng lồ ở biên giới và sẽ chiến thắng mọi kẻ thù trên trường quốc tế. Ông nói, tôi sẽ không cần tiền tài trợ của ai hết để vận động tranh cử. Tổng cộng đã có 11 ứng cử viên Cộng hòa ra ứng cử Tổng thống Hoa Kỳ và tỷ phú Donald Trump là người thứ 12. Trong khi đó, ứng cử viên đang dẫn đầu của phe Dân Chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, đang đi vận động ở tiểu bang Iowa, tìm kiếm những tình nguyện viên chính trị tại nơi từng lành nhạc với bà khi bà lần đầu ra tranh cử. Những ứng cử viên khác của đảng Dân Chủ đã tham gia cuộc đua với bà Clinton trong năm nay. Nhưng các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc cho thấy bà là nhân vật số một được kỳ vọng sẽ giành được sự đề cử của đảng Dân Chủ và bà đang dẫn đầu trong những cuộc tranh cử đối đầu với nhiều ứng cử viên của đảng Cộng Hòa cũng đang tranh giành nhau trong sự đề cử của đảng của họ. Tin Hoa Thịnh Đốn, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang FED, bà Janet Yellen cho biết, kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng vừa phải sau mùa đông khắc nghiệt vừa qua và đủ mạnh để có thể hỗ trợ việc tăng lãi suất vào cuối năm nay. Trong buổi họp báo hôm thứ Tư, bà Yellen nói FED sẽ tăng lãi suất khi các viên chức nhìn thấy thị trường lao động tiếp tục cải thiện và khi họ tin rằng lạm phát cuối cùng sẽ đạt tỷ lệ 2% hàng năm, là mức mà họ nghĩ là tốt cho sự tăng trưởng về kinh tế. Theo tuyên bố chính sách mới nhất của Ngân hàng Trung ương và các dự báo của các nhà hoạch định chính sách, sau 3 tháng đầu năm, kinh tế hiện nay của Hoa Kỳ đang trên đà tăng trưởng từ 1.8% đến 2%, so với dự báo của tháng 3 là từ 2.3% tới 2.7%. Bà Giao Linh nói FED hy vọng các yếu tố bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP vừa phải, thị trường việc làm ổn định và giá năng lượng sụt giảm sẽ giúp hỗ trợ chi tiêu cho gia đình. Cho tới nay, nhận thấy dữ kiện về thị trường lao động vẫn lạc quan, công ăn việc làm của người Mỹ có tiến bộ mặc dù nhịp độ năm nay phát triển chậm hơn năm ngoái. Hiện nay, FED vẫn giữ lãi suất ổn định ở mức thấp kỷ lục gần bằng số 0. Việc cắt giảm lãi suất gần bằng số 0 nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế trong cuộc khủng hoảng giúp cho việc vay mượn tiền trở nên ít tốn kém hơn. Tin Yemen, Al-Qaeda cho biết ông Nasir al-Huashi, Al phó lãnh tụ của họ, và là người đứng đầu chi nhánh ở Yemen đã bị thiệt mạng trong một vụ không kích máy bay không người lái của Mỹ hồi tuần trước. Trong một thông cáo có thu hình, Al-Qaeda nói rằng vụ không kích hôm thứ Sáu tại thành phố Mukalla ở miền đông nam Yemen đã giết chết Buayshi và hai người khác. Al-Qaeda cũng chỉ định ông Qasim al-Rimi làm tân lãnh tụ của tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, gọi tắt là Aqab. Các giới chức Mỹ hôm thứ Hai nói rằng họ đang tìm cách xác nhận cái chết của Wuxi, nhưng không cho biết không kích này có phải là do CIA thực hiện hay không. Được biết, Wuxi đã từng giữ chức vụ phó thủ lãnh cho Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri và có thời làm phụ tá cho chùm khủng bố Osama bin Laden. Năm 2009, Wuxi trở thành thủ lãnh của qaeda là chi nhánh của Al-Qaeda mà Hoa Kỳ xem là nguy hiểm nhất. Dưới sự chỉ huy của Uashi, Akab đã được thực hiện nhiều âm mưu tấn công gây nhiều thiệt hại, trong đó có âm mưu đánh bom một máy bay chở khách của Mỹ vào ngày lễ Giáng sinh năm 2009. Tháng Giêng năm nay, nhóm này nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công gây chết người tại tòa soạn của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ở Paris. Chính phủ Mỹ từng treo giải thưởng 10 triệu đô la để bắt Uashi. Tin Hồng Kông Regina dân biểu Hồng Kông thân Bắc Kinh, ngày thứ Năm 18 tháng 6 đã giận dữ với nhóm dân biểu đòi dân chủ, đã phủ quyết toàn bộ đề nghị cải cách đã được Trung Cộng thông qua. Bà tuyên bố tại cuộc họp báo vài tiếng đồng hồ sau cuộc bỏ phiếu rằng những người này sẽ phải chịu trách nhiệm. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sớm hơn dự tính, chỉ có 37 trên tổng số 70 nhà lập pháp hiện diện. Kết quả cho thấy 28 dân biểu bỏ phiếu chống lại kế hoạch cải cách của Bắc Kinh, trong khi chỉ có 8 người chấp thuận và một người không bỏ phiếu. Trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, thì một nhóm đông dân biểu thân Bắc Kinh bất ngờ rời khỏi phòng họp. Bà Ip nói rằng nhóm này muốn cùng bỏ phiếu với nhau trong một khối và đã đi ra ngoài trong lúc tất cả các thành viên cần phải có mặt. Bà nói, cuộc bỏ phiếu diễn ra theo dự tính và 33 nhà lập pháp ủng hộ kế hoạch của Bắc Kinh đã mất cơ hội để bỏ phiếu. Sự kiện trên là một đòn dán vào các nhà lãnh đạo Bắc Kinh, trước đó đã áp lực các dân biểu Hồng Kông thuộc nhóm Dân Chủ, ép họ phải hậu thuẫn kế hoạch được gọi là cải cách bầu cử của Trung Cộng. Theo kế hoạch này, thì người Hồng Kông sẽ tham gia cuộc đầu phiếu phổ thông để bầu đặc khu trưởng thành phố theo một danh sách đã được sàng lọc gồm các ứng cử viên thân Bắc Kinh mà người Hồng Kông gọi là một kiểu mẫu dân chủ giả hiệu. Việc bác bỏ đề nghị cải cách có nghĩa là Hồng Kông sẽ trở lại phương pháp cũ trước đây. Nhà lãnh đạo Hồng Kông sẽ được một ủy ban 1.200 thành viên trung thành với Bắc Kinh lựa chọn. Tin Sejong, Nam Hàn Phúc trình của chính phủ Nam Hàn ngày thứ Tư 17 tháng 6 cho biết thêm 8 người bị nhiễm hội chứng đường hô hấp Trung Đông, viết tắt là MERS, là một bệnh nhân bị nhiễm virus MERS vượt qua đời, nâng tổng số tử vong vì bệnh dịch này lên tới 20 người. Người đứng đầu chương trình y tế công cộng của Bộ Y tế cho biết trong cuộc họp báo rằng số bệnh nhân bị nhiễm virus MERS đã lên tới 162 người. Bệnh nhân thứ 42 được xác nhận dương tính với virus MERS qua đời sáng thứ Tư là một phụ nữ 54 tuổi. Nếu không kể 19 người đã rời khỏi bệnh viện, thì số bệnh nhân đang được điều trị hiện nay là 132 người. Phụ nữ vừa qua đời tại Nam Hàn còn bị bệnh huyết áp cao và viêm cuốn phổi. Phúc trình này nói rằng tất cả những người chết đều bị, đang bị nhiễm một chứng bệnh khác và đều là người lớn tuổi. Bộ Y tế Nam Hàn cho biết đang cố gắng thực hiện mục tiêu ưu tiên là ổn định tình hình và chú trọng ngăn chặn dịch tại các cơ sở y tế nơi lan truyền virus MERS, đã có 3 bệnh viện bị đóng cửa một phần và hai bệnh viện khác bị phong tỏa, mặc dù vẫn còn bệnh nhân và các y bác sĩ làm việc bên trong. Con số cư dân Nam Hàn bị cô lập nay đã lên đến 6.500 người. Tổ chức Y tế Thế giới gọi tình hình bệnh diệt tại Nam Hàn là nghiêm trọng và phức tạp. Tin Ismailia Egypt, các giới thẩm quyền Ai Cập ngày thứ Ba, 13 tháng 6 cho hay, Dự án xây dựng kênh đào Suez mới của họ sẽ sớm hoàn thành và sẽ hoạt động nội trong tháng 8 tới. Giám đốc điều hành tổ chức thẩm quyền kênh Suez mới của Ai Cập tuyên bố tại cuộc họp báo rằng, việc nạo vét sẽ hoàn tất trong ngày 15 tháng 7 năm 2015 và kênh Suez mới sẽ được khai trương vào ngày 6 tháng 8. Đây là dự án được thực hiện dưới thời tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi hứa hẹn mang lại cơ hội phát triển nền kinh tế tại đất nước mà tỷ lệ thất nghiệp lên đến mức độ rất cao. Quân đội Ai Cập đã tiến hành dự án này từ 10 tháng về trước, tốn đến 8 tỷ Mỹ Kim để đào một con kênh dài từ 60 đến 90 km song song với kênh hiện tại, nối liệt biển đỏ và địa trung hải giúp rút ngắn thời gian thương thuyền băng qua đoạn đường biển từ châu Á đến châu Âu khoảng từ 11 đến 18 tiếng đồng hồ so với kênh cũ, mà không phải đi vòng quanh châu Phi. Dự án này sẽ tạo ra một triệu việc làm, được loan báo từ thời Tổng thống Mohamed Morsi và khởi công từ thời Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi ngày 5 tháng 8 năm 2014. Kinh đào Suez mới sẽ trở thành con đường hàng hải nhanh nhất thế giới và nối với kênh hiện có bốn con kênh nhỏ. Con kênh đào Suez hiện nay mang lại cho Ai Cập khoảng 5 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, nguồn thu ngoại tệ quan trọng đối với nước này. Kinh xuê mới cho phép các con tàu lớn qua lại hai chiều, ước tính sẽ mang lại nguồn lợi tức lên tới 15 tỷ Mỹ Kim cho Ai Cập vào năm 2023. Tin từ Plattsburgh, New York, các công tố viên hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6 cho biết, nữ nhân viên nhà tù đang bị giam giữ vì giúp hai tù nhân New York vượt ngục đã từng thảo luận với các tù nhân về âm mưu thuê người giết chồng mình. Bà Joyce Mitchell, 51 tuổi, bị bắt hồi tuần trước vì đã giúp hai phạm nhân giết người là Richard Matt, 48 tuổi và David Sweat, 35 tuổi đào thoát ở khỏi nhà tù Clinton ở Danmorra gần hai tuần trước. Biển lý quận hạt Clinton, ông Andrew Wiley nói với các phóng viên là bà Mitchell đã thảo luận kế hoạch giết chồng mình là ông Lyle Mitchell với hai người phạm nhân. Trong đó có một người mà bà đã có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, bà Joyce đã hủy bỏ kế hoạch này vì bà nói rằng vẫn còn yêu ông Lyle. Bà không muốn làm tổn thương gia đình và ông Lyle. Để đáp lại những thông tin vừa kể được phía công tố đưa ra, luật sư của bà Mitchell, ông Steven Johnson cho biết Thân chủ của ông không tham gia vào bất cứ âm mưu giết chồng nào. Trong một diễn biến có liên quan, nhà chức trách hôm thứ tư mở rộng cuộc tìm kiếm hai tù nhân vượt ngục dọc theo biên giới Mexico. Lực lượng cảnh sát tư pháp của Hoa Kỳ cũng tham gia cuộc truy lùng. Tin Charleston, South Carolina, nghi can đứng sau vụ xả súng chết người tại một nhà thờ mang tính lịch sử của người Mỹ gốc Phi đã bị bắt giữ. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ mới công bố tin này, nghi can Dylan Roof, 21 tuổi, đã bị phát hiện khi đi trên một chiếc xe ở North Carolina cách hiện trường xảy ra vụ thảm sát khoảng 4 giờ lái xe. Những người mục kích nói rằng sau khi ngồi chung với những người cầu nguyện tại nhà thờ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, nghi can 21 tuổi đứng dậy và nói y tới đó để bắn chết người da đen. Một bức ảnh của nghi can này trên truyền thông xã hội cho thấy y mặc một chiếc áo khoác có hình quốc kỳ Nam Phi và Rhodesia thời Apartheid. Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết đã mở một cuộc điều tra cấp liên bang về tội ác do hận thù gây ra liên quan tới vụ xả súng hàng loạt này. Trao đổi với các phóng viên hôm nay, Cảnh sát trưởng Charleston, ông Craig Mullen, cho biết nghi can đã đi vào nhà thờ Emmanuel African Methodist Espico Pla Church trong một buổi cầu nguyện hàng tuần, rồi ngồi lẫn trong số người cầu nguyện ít nhất một giờ đồng hồ trước khi nổ súng, làm chín người chết. Một số người khác cũng bị thương trong vụ thảm sát. Ba người đàn ông và sáu phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ xả súng. Tin tức cho biết mục sư của nhà thờ, người cũng đồng thời là thượng nghị sĩ của tiểu bang South Carolina, đã thiệt mạng trong vụ xả súng. Nhà thờ Emmanuel African Methodist Episcopal Church được xây từ giữa thế kỷ thứ 19 và là một trong những nhà thờ cổ nhất ở miền nam nước Mỹ. Ông Jeff Bush, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, đã hủy bỏ cuộc vận động bầu cử dự trù diễn ra ở Charleston. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại việt nam năng suất lao động việt nam tăng chậm hơn gdp nói về năng suất lao động của việt nam theo tổ chức lao động quốc tế việt nam là một trong ba nước có năng suất lao động thấp nhất asian chỉ cao hơn Myanmar và Campuchia. Điều mỉa mai là mỗi tháng Việt Nam có tới 30 triệu người dùng Facebook, trong đó có 27 triệu người sử dụng trên điện thoại di động. Mức dùng Facebook của người Việt cao hơn 13% so với mức sử dụng mạng xã hội trung bình mỗi ngày trên toàn cầu. Mỗi ngày có đến 20 triệu người Việt dùng Facebook và 17 triệu người lướt Facebook trên phương tiện di động. Trung bình mỗi người dành đến 2.5 giờ cho các hoạt động Internet, chính yếu gồm trò chuyện với bạn bè, truy cập vào các trang thương mại, cửa hàng trên Facebook. Năm 2013, Việt Nam được xếp vào nhóm năng suất lao động thấp nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thấp hơn Singapore 15 lần, Nhật Bản 11 lần, Hàn Quốc 10 lần. Trong 3 năm từ năm 2011 đến năm 2013, tốc độ năng suất lao động của Việt Nam chỉ trên 3% một năm. Trong khi GDP vẫn tăng trưởng ở mức trên dưới 5%, tức là năng suất lao động còn tăng chậm hơn cả GDP. Đây là một lời cảnh báo, nếu Việt Nam vẫn không có những điều chỉnh kịp thời thì tốc độ tăng chậm của năng suất lao động sẽ kéo tăng trưởng GDP xuống, Việt Nam sẽ rất khó đạt được mục tiêu của một nước công nghiệp hóa. Việt Nam cần Mỹ hơn Mỹ cần Việt Nam. Một vị dân biểu có nhiều ảnh hưởng ở Hạ viện Mỹ cho rằng Việt Nam cần Mỹ hơn Mỹ cần Việt Nam. Giữa lúc Washington tiếp tục cuộc thương thuyết với Hà Nội về hiệp định hợp tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), dân biểu Chris Smith, một thành viên cấp cao của ủy ban đối ngoại và là chủ tịch của tiểu bang Nhân quyền toàn cầu, nhận định như vậy hôm thứ tư tại cuộc điều trần về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trọng tâm của buổi điều trần hôm thứ Tư vừa qua là tình hình nhân quyền Việt Nam và TPP, Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam đang đàm phán với Mỹ. Theo nhận định của Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu của Hạ viện Mỹ Chris Smith, cũng là người chủ tọa buổi điều trần, chính phủ Việt Nam cần hợp tác an ninh và lợi ích kinh tế của Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Nam và Mỹ có sức ảnh hưởng để mang lại những sự thay đổi cụ thể ở Việt Nam. Ông Smith nói rằng, nếu các vấn đề nhân quyền không được nối kết một cách rõ rệt với các quyền lợi an ninh và kinh tế, chúng ta sẽ có một mối rủi ro là các cuộc thảo luận về thương mại và quốc phòng tiến về phía trước trong lúc tình hình nhân quyền thụt lùi về phía sau. Thư gửi quý đồng hương nhân ngày lễ độc lập Hoa Kỳ năm 2015. Thưa quý đồng hương, không còn bao lâu nữa, toàn dân Mỹ sẽ tưng bừng kỷ niệm ngày lễ độc lập Hoa Kỳ tại Washington DC bằng buổi diễn hành với một rừng người tham dự cờ xí ngập trời, xe hoa lộng lẫy và tiếng nhạc vang vang trên đại lộ Constitution. Sẽ có khoảng 100 phái đoàn trên toàn quốc về thủ đô tham dự ngày sinh nhật thứ 239 của hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt cũng sẽ tham dự diễn hành như những năm trước đây, vì bây giờ đất nước này đã trở thành quê hương thứ hai của chúng ta, một quê hương đã cho chúng ta sống trong ấm no, tự do và hạnh phúc. Chúng ta đã có những quyền lợi và nghĩa vụ đối với xứ sở này như những công dân Hoa Kỳ khác. Những quyền lợi và nghĩa vụ ấy chúng ta thấy được qua sự hình thành và phát triển của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Từ những ngày chân ước chân ráo đặt chân đến Hoa Kỳ với hai bàn tay trắng, chúng ta đã được người dân Hoa Kỳ mở rộng vòng tay tiếp đón và giúp đỡ. Chúng ta có công ăn việc làm, con cháu chúng ta được đến trường, lớp học hành, từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học, cao học, tiến sĩ, vân vân. Ngày nay, con cháu chúng ta đã thành đạt trong mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực, Chúng ta đã có biết bao nhiêu bác sĩ, kỹ sư, thương gia. Chúng ta cũng có những khoa học gia, những nhà thể thao nổi tiếng. Chúng ta cũng có nghị sĩ, dân biểu và có cả một vị tướng trong quân lực Hoa Kỳ. Do đó năm nay, để tham gia diễn hành ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo một thể lệ mới mà ban tổ chức ngày lễ độc lập đã đưa ra là các xe hoa phải được một công ty chuyên nghiệp thực hiện với giá từ 15 đến 20.000 Mỹ Kim điều này khiến cuộc diễn hành của chúng ta sẽ không thể quá đơn giản như những năm trước đây đơn giản đến nỗi có năm xe hoa của chúng ta chưa lên đường đã bị chết máy đơn giản đến nỗi từ tấm biểu ngữ người trong nhóm cũng phải tự làm lấy vì chúng ta không có ngân quỹ với quyết tâm thực hiện cho bằng được cuộc diễn hành và xe hoa cho xứng đáng với sự lớn mạnh của cộng đồng người mỹ gốc việt chúng tôi đã tạm cho ban điều hành mượn số tiền cần phải đặt cọc cho công ty thực hiện xe hoa. Chúng tôi tin chắc là sẽ nhận được sự ủng hộ tài chính của quý đồng hương trên toàn nước Mỹ khi chúng tôi gửi đi lời kêu gọi tha thiết này. Để kỷ niệm 40 năm sống trên đất Mỹ, chủ đề của cuộc diễn hành và xe hoa của chúng ta sẽ là sự đóng góp của người Mỹ gốc Việt cho tự do và dân chủ từ năm 1975 đến năm 2015. Chúng tôi cũng đã kêu gọi được nhiều người trẻ tham dự vào ban điều hành và đoàn diễn hành. Chúng tôi cũng đã được các bậc cao niên yểm trợ về tinh thần và cho chúng tôi những kinh nghiệm về những thành công và thất bại của những cuộc diễn hành vào ngày lễ độc lập trong những năm qua. Chúng tôi chờ mong sự yểm trợ của quý đồng hương vì đây là niềm hãnh diện chung của cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta. Mọi đóng góp sẽ được khấu trừ thuế. Jack xin đề VA4AID PO Box 2383 Springfield VA 22152. Ross Cao Nguyên thay mặt cho ban tổ chức trân trọng kính chào quý vị.